Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Những lời tâm sự chưa công bố của nghệ sĩ Chí Tài dành tặng cho nghệ sĩ Hoài Linh. Những chia sẻ của cố nghệ sĩ Chí Tài về hành trình trở thành cặp bài trùng cùng nghệ sĩ Hoài Linh cũng như lời nhắn gửi cuối cùng gửi đến người em thân thiết khiến cho ai nghe qua cũng không khỏi xúc động. Chí Tài lên mây là tác show riêng của cố nghệ sĩ Chí Tài, với nội dung chia sẻ tất tần tật về chuyện đời chuyện nghề và những câu chuyện lần đầu được kể. Trong tập mới nhất được chương trình đăng tải, khán giả không khỏi xúc động về những chia sẻ của cố danh hài Chí Tài tâm sự với người anh em thân thiết trong nghề, nghệ sĩ Hoài Linh. Khi đến cái tên Hoài Linh, ánh mắt anh long lanh cho biết chắc kể từ số này đến số khác cũng không hết chuyện. Cố nghệ sĩ cho hay vì tình hình dịch bệnh nên gần đây hai anh em không có dịp gặp mặt thường xuyên. Lần gần nhất gặp nhau là khi anh lên nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. Hoài Linh giờ nhìn đen lắm nhưng khỏe mạnh. Nhìn Hoài Linh trong lòng anh có cảm giác kỳ lắm. Đã lâu rồi anh và Hoài Linh không diễn cùng, nhưng giờ gặp lại anh vẫn thấy giữa anh và Hoài Linh như có sợi dây ràng buộc. Tuy không gặp nhiều nhưng lúc nào cũng cảm thấy hình như mình gặp người đó nhiều lần. Ngay những phút mở đầu chương trình, anh đã mượn chương trình để gửi lời cảm ơn đến đàn em. Hoài Linh là người em trong nghề nhưng là người mà anh mang ơn vì cho anh cơ hội bước ra lĩnh vực hài. Từ đó mò mẫm qua lĩnh vực diễn xuất, chính kịch, điện ảnh. Dù đã cảm ơn nhiều lần rồi nhưng anh mượn Chí Tài lên mây này để gửi cảm ơn đến Linh. Anh lúc nào cũng ghi khắc trong tim mình. Em là một người em trong nghề và là người em ngoài đời rất tốt. Ngay sau đó cố nghệ sĩ bắt đầu hào hứng kể về hành trình làm việc với người bạn diễn ăn ý với mình. Từ lâu hai cái tên Hoài Linh, Chí Tài đã đi cùng nhau qua tuổi thơ của nhiều thế hệ và trở thành cặp bài trùng ăn ý trong mắt khán giả. Cố danh hài chia sẻ về cơ duyên đi diễn cùng nhau. Anh và Linh đã diễn với nhau trên 20 năm, khoảng năm 1997-1998. Hoài Linh là người ngỏ ý trước. Linh nói với anh là em đang cần người diễn chung, em thấy anh có khiếu vui vui đó, anh Tài giờ làm thử không. Thực sự anh rất thần tượng Linh nên lúc Linh ngỏ lời anh mừng chết luôn. Mừng lắm nhưng không thể hiện ra mà kìm lại, anh nói thôi để anh làm thử nha, nếu không được thì thôi anh trở lại ban nhạc. Nhưng Linh bảo không, anh làm được mà, yên tâm. Ít ai ngờ rằng lần tập vợ diễn đầu tiên của hai danh hài đình đám là qua điện thoại. Nghệ sĩ Hoài Linh khuyên đàn anh xuất hiện trên sân khấu trước để giao lưu với khán giả, khiến cho cố nghệ sĩ vô cùng lo lắng và đáp lại không được, em phải ra giúp anh. Sau khi ghép máy, trưởng ban nhạc của Chí Tài Rider khi đó đổ mồ hôi nhễ nhại, lo quá định xin hủy nhưng sau đó suy nghĩ lại tiếp tục giữ lời hứa vì sợ Hoài Linh buồn. Dù khá run trước khi diễn nhưng sau đó anh đã có sân khấu hài đầu tiên vô cùng thành công với đàn em. Diễn xong Linh chỉ nói đơn giản, được lắm anh. Hơn 20 năm trở thành bạn diễn ăn ý cùng nghệ sĩ Hoài Linh, đối với cố danh hài Chí Tài đều có thể trở thành dấu son đặc biệt trong cuộc đời anh, chính là việc cả hai chưa từng giận nhau. Anh với Linh không có sự ganh ghét, chỉ có sự ganh đua thôi. Khi anh thấy Linh giỏi ở mặt nào anh sẽ ráng đua theo, mặc dù có thể không được. Linh giả gái đẹp, phải công nhận Hoài Linh có dáng đẹp như con gái, còn anh giả gái cũng giống phụ nữ, mà phụ nữ ở đâu á, chứ không phải phụ nữ thước tha trong chiếc áo dài. Dáng đi cử chỉ của Linh giả gái là chính xác 100%, chứ anh thì không được đâu, anh giả gái xỉu là thấy đàn ông liền. Hoài Linh yêu cầu anh cạo râu là anh cạo. Ai nói anh có thể suy nghĩ, nhưng Hoài Linh nói là anh không có ý kiến, anh cạo ngay. Linh với anh không ai nghĩ mình hơn đối phương, ai biết nhận thức mình đang đứng chỗ nào, Linh đang đứng chỗ nào và Linh cũng vậy. Hoài Linh là một người em rất tốt, chính vì ưu điểm đó thành ra khi làm việc làm sao giận được, vì anh lúc nào cũng nghe lời Linh mà. Anh không cần giới thiệu thì mọi người đều thấy Linh là người rất tài năng. Nói về sự ăn ý cùng bạn diễn thân thiết trong những vở kịch sau đó, cố danh hài cho hay tại sao anh với Hoài Linh được gọi là cặp bài trùm là do anh biết Linh bung những mảng miếng không có, anh theo nổi vì anh hiểu chứ những người khác nhiều khi không biết làm sao trở lại đường dây. Ngay cả nghệ sĩ Hoài Linh trong một lần đi diễn cũng đột nhiên chia sẻ với cố danh hài khiến cho anh cực kỳ xúc động. Có một lần anh diễn ở Đầm Sen vào dịp Tết, đang đi trên cầu thì anh vô tình tới cùng lúc với Hoài Linh để vào sân khấu. Linh lúc đó rất ít nói nhưng tự nhiên quay sang nhìn anh. Anh Tài, nếu mà nói về cặp hài diễn chung với nhau gần 20 năm thì em nghĩ chỉ có mình anh với em là giữ được tới giờ. Anh thấy không, anh với em như vậy cũng ghê lắm đó. Lúc đó giọng Linh nói rất nghiêm túc. Nhìn Linh lúc đó thấy thương lắm. Tất cả tình cảm Linh là nói thật, nói trực tiếp với anh chứ không qua người nào khác. Khi được hỏi về tật xấu của bạn diễn hơn 20 năm, cố danh hài tiết lộ
Họ Lên ít chịu tập lắm, anh có hỏi thì Linh nói tập nhiều quá sợ bị chai. Chứ Họ Lên mà tập còn siêu đẳng hơn. Anh chứng kiến nhiều vở cải lương kịch dài, Họ Lên tập xong nhiều khi những người diễn chung còn bị xì, huống chi là khán giả, họ thích lắm. Mình tập ổng sửa rất hay, có những mảng miếng trong kịch bản không có. Đối với cố nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Hoài Linh là người rất tốt, không có điểm gì phải sửa vì lúc nào cũng nghĩ cho thế hệ sau. Linh nói gì là xuất phát từ tấm lòng, trái tim của Linh. Đó là lý do anh với Linh tuy không nói chuyện nhiều, nhưng vẫn coi nhau như anh em. Khi MC nhắc đến thói quen mà anh muốn nghệ sĩ Hoài Linh thay đổi, cố nghệ sĩ bật cười chia sẻ. Hồi xưa Linh thích casino, thích đánh bài lắm. Linh thích giải trí, nhiều khi giải trí nhiều quá, sát giờ diễn cũng quên luôn. Lâu lâu thôi chứ không phải thường xuyên. Linh giờ bỏ nhiều rồi, lo vui thú điền viên, lo chăm sóc cây kiển trong nhà thờ. Nhìn rất thương, số này để lên YouTube không biết tới khi nào Linh mới nghe được. Linh nghe được sẽ hiểu, mặc dù anh không nói chuyện nhiều trên điện thoại. Cũng ít hỏi thăm là vì anh nghĩ một người tốt như Linh thì lúc nào cũng khỏe, cũng có nhiều điều may mắn tới với mình. Cuối chương trình, của nghệ sĩ cũng nhắn gửi đến người em thân thiết mà có lẽ ai nghe qua cũng xúc động. Cách đây vài bữa anh cũng nhắn tin cho em đó Linh, để anh hỏi coi anh em mình bắt đầu làm việc từ năm mấy đó em. Anh gọi điện thoại thì anh biết em ít khi nào bắt máy nên anh nhắn tin Viber, thì anh mừng khi anh thấy em nhắn lại là 1997-1998. Anh mới nhắn tiếp là em khỏe không, tính hỏi thăm để thấy tình cảm anh em mà tới giờ không thấy trả lời. Em bận không sao đâu, vài bữa nữa anh ghé nhà thờ tổ thăm em muốn trốn cũng không được đâu. Anh chúc em trong mùa dịch này vẫn hoạt động, không cần làm nhiều. Anh nghĩ ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em là em có cơ ngơi nhà thờ tổ, để em thờ các vị tổ nghiệp của mình, những vị thánh bên hội tâm linh của em. Anh chúc em lúc nào cũng khỏe và không bao giờ thấy mệt mỏi trên con đường nghệ thuật của mình. Trước sự ra đi đột ngột của người anh thân thiết, nghệ sĩ Hoài Linh sau đám tang sẽ đưa hình của nghệ sĩ về nhà thờ tổ của mình tại quận 9 để thờ.